Cách tạo độ mọng đầu tay áo vest nữ. Cái đầu tay áo vest giống như cái túi, mà may ốp vào áo vest, thì cái túi tròn này thì mình cũng hãm cái góc cong nó tự mo như này đấy luôn, mình làm nó không bị găng, nó sẽ không vênh cái đường may này lên. Hãm cái mép này, có nghĩa là khi mà mình hãm nhá, thì thường là mọi người cứ hay hãm một cái đường lui ở bên trong, thì cái mép ở bên ngoài này này nó sẽ bị sóng, nó sẽ cứ vênh lên. Thì khi mình hãm bao giờ mình phải hãm bằng cái đường mép bên ngoài ấy, có hai đường song song nha, một đường mép ngoài, một đường mép trong, bởi vì đây bản thân cái tay nó là một cái đường cong lồi. Nếu như khi mà mình không ghim cái mép bên ngoài này vào ấy, thì cái mép bên ngoài này bao giờ nó vẫn bay, khi mình may vào nó vẫn vênh lên và nó đẩy ra bình thường. Khi mà mình hãm xong rồi nó tạo thành một cái đường mo tròn vo như này, cái tay vét nó sẽ rất là đẹp. Lên đôi khi tay vét xong còn không cần phải là luôn. Có nghĩa là nó là một cái đường bên ngoài này để cho cái mép nó không bị bay, không bị sóng cái độ thừa này. Hãm nó còn đây một cái đường là đường tra nhé, cái đường tra trực tiếp vào thân nhé. Đấy, còn đây là cái mép để mình hãm nó lại, nó không bị bay ra, nó giữ mo luôn. Giống như cái túi nhá, cái túi tròn nó tương tự như vậy. Nếu mà người ép vào rồi ấy, ghim cái đường cái mép ngoài này vào rồi thì tự khắc là nó mo vào như thế này. Khi là thì cái mép đường may bên trong của mình ấy, nó không bị bay, nó không bị sóng, nó không bị gồ ghề lên. Còn nếu mà người không có cái đường đấy thì lên nó sẽ rất là, nó sóng vênh, nó rất là xấu luôn. Đấy là cái cách mà mình hãm này, thì là tự nhiên là nó mo lại thôi, cái tay vét nó lên nó rất là đẹp, chứ nó không bị cái tình trạng là đấy, nó không bị cái tình trạng là nó thừa cái đường may phía ngoài này, cái mép này này đấy, nó êm như thế này, tay lên tự khắc nó sẽ có độ mo như này. Mà khi mà mình mặc lên ấy thì những cái đường may cha của mình nó lật ra bên ngoài, nó không bị lộ đường may đấy, đẹp không? Đấy, mo như thế này luôn, thì tay vét lên như nào nó mọng y chang như này luôn đấy. Đây là cái cách mà xử lý cái tay vét để cho nó mọng, nó đẹp đấy. Vòng tay lên nó tròn luôn như này. Tay sao? Đấy. Đây là mình đang chỉnh cái tay vét của thợ cha lên ấy, lên không ok. Mình chỉnh và mình ghim hãm như này để cho mọi người tham khảo luôn cái cách mà xử lý cái đầu tay như thế nào để lên cái đầu tay nó tự nhiên là nó sẽ mọng mà nó sẽ không bị đói cái đầu tay ấy. Thì khi mà mình cầm lên như nào đến lúc mình tra vào thì nó sẽ đảm bảo như vậy.